Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn tới với RTK Media. Như các bạn đã biết, series Kamen Rider Decade là một phần phim với kết mở. Phim kết thúc ở tập 31 và kèm theo đó ta có thêm một preview cho tập tiếp theo. Đoạn preview này đã khiến nhiều bạn thắc mắc rằng liệu có tồn tại tập 32 của Kamen Rider Decade hay không. Hàng loạt giả thuyết đã được đồn đoán trong cộng đồng fan. Song, gần đây, chúng ta đã có câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Trong một buổi trò chuyện trích trong Blu-ray box của series, nam diễn viên Masahiro Inoue, người thủ vai Kadoya Tsukasa, Kamen Rider Decade, đã xác nhận thông tin này. Và qua bản dịch của bạn Kami, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! だけど俺海に飛び込むんだよなみたいなさ、なんかちょっと複雑な気持ちだったね。うわ冷たいな。でもクランクアップか。上がるとこ落とされたんだよね多分ね。そうそう。本来テンション上がるとこさ。そうだね。こっち最後のシーンだ。最後のシーン。望もうと思ったらね。そう最後のシーンってバシャー。ブクブクブクブク。でカットの声も聞こえないみたいな。聞こえない。俺の中での仮面ライダーディケイド最終話の撮影のやっぱ印象。Như các bạn có thể thấy, qua lời xác nhận của nam diễn viên Masahiro Inoue, không hề tồn tại tập 32 của series Kamen Rider Decade như nhiều bạn đã lầm tưởng. Đây chỉ là một vài cảnh quay ngẫu hứng được biên tập để quảng bá cho movie Kamen Rider, Kamen Rider Double and Decade Movie War 2010. Đây là nguồn tin chính xác nhất, bởi nó được xác nhận bởi chính người trong cuộc. Chúng mình mong, qua clip ngắn lần này, các bạn sẽ có được câu trả lời chính xác và đáng tin cậy nhất cho câu hỏi đã thắc mắc bấy lâu. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Mình là Kaito Ki của RTK Media. Xin chào. Annette đã xem hết phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chỉ có chiến đấu thôi.